Năm xà lan đang hút cát trái phép tại khu vực Cồn Ngựa thuộc vùng biển Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh vừa bị đồn biên phòng Long Hòa thuộc Bộ đội biên phòng thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ. Bước đầu cơ quan chức năng thống kê, năm xà lan trên chứa hơn 2.100 mét khối cát. Các phương tiện đều trang bị các máy bơm công suất lớn để có thể vừa di chuyển vừa hút lượng lớn cát chỉ trong thời gian ngắn. Các chủ phương tiện đều không xuất trình được các giấy tờ liên quan. Chỉ trong một tháng qua, biên phòng thành phố Hồ Chí Minh đã nhiều lần bắt giữ và xử lý nghiêm khắc nạn hút trộm cát ở vùng biển Cần Giờ.